Break Gunner là vật phẩm đi kèm với lại Kamen Rider Chaser trong xuyên suốt series Kamen Rider Drive. Nó là một vật bất ly thân với Chaser và cho đến khi trở thành Kamen Rider thì vật phẩm này vẫn được Chaser sử dụng. Hiện nay thì tôi đang được trên tay một con Break Gunner và đây là những trải nghiệm nhanh của tôi. Đầu tiên là về thiết kế và ngoại hình, thì cái súng này có thể nói là bám khá là sát theo tỷ lệ của trong phim. Cá nhân tôi nghĩ thì nó có thể to hơn nữa, nhưng mà xem xét với những dòng đồ chơi mà chúng ta có được gần đây, thì cây Break Gunner này vẫn ở trong một cái tỷ lệ gọi là khá đủ để dùng. Một cái tôi khá là thích về phần thiết kế đó là phần tay cầm được bo lại khá là tròn trịa, cho nên là lúc cầm rất là thoải mái. Thoải mái hơn hẳn so với lại những cây DX khác, tại vì đa số là chúng nó thiết kế theo kiểu vuông vức, chứ nó không có tròn trịa như thế này. Đây là nút bật tắt. Khi một cây Break Gunner ở môi trường tự nhiên của nó thì nó có thể phát ra được hai tiếng động. Gun thì nó sẽ cho các bạn tiếng bắn. Và Break thì nó sẽ cho các bạn tiếng đấm. Tỷ lệ phản ứng lúc bấm liên tục khá là nhạy, rất là thích hợp cho việc spam. Nhưng mà trong phim thì ông nào cũng bắn tầm 4-5 phát là chuyển qua chế độ đấm thôi. Còn ở môi trường không tự nhiên của Break Gunner, khi mà cái mũi của nó bị nhấn quá lâu thì nó sẽ phát ra âm thanh kêu cứu. Và một khi mà các bạn nhả cái mũi của cây Break Gunner này ra thì nó sẽ giống như người yêu các bạn vậy, nó sẽ giận và nó kêu các bạn chia tay đi. Thì đó là cách cơ bản mà tôi lý giải cái âm thanh henshin của Chaser. Tại vì anh giai này nhìn tổng quan thì cool ngầu đẹp trai đó, cho tới khi nhìn gần cái mặt lại thì giống như trầm cảm sâu sinh đó. Thì đó là những cái âm thanh mà cây Break Gunner này làm được khi không có phụ kiện. Và một khi có phụ kiện thì nó sẽ tạo ra được 3 loại âm. Âm thứ nhất là âm khi nâng cấp, gọi là tune. Nó sẽ theo một công thức là chữ đầu là tune và chữ thứ hai là bất cứ thứ gì nó đọc được trong reader. Ở loại âm này thì các bạn sẽ đọc được tổng cộng là 18 chiếc xe có khả năng Tire Kokan của Drive và 6 loại Viral Core của bên Remute. Sở dĩ thì Drive có đến tận 21 chiếc xe có khả năng Tire Kokan, nhưng mà cho đến Formula thì cái Break Gunner này nó không cập nhật nữa vì cơ bản đây là hệ thống cũ, hệ thống Proto Drive. Khi các bạn nhét Formula 01, 02, 03 vào thì nó sẽ đọc là Upper System. Còn về phía Viral Core, khi mà các bạn nhét được những chiếc màu bạc vào đó, thì nó sẽ đọc là Chaser, Spider, Cobra với lại Bat. Còn khi các bạn nhét những chiếc bình thường vào đó, thì nó sẽ không có chữ Chaser, nó chỉ đọc là Cobra, Bat với lại Spider thôi. Và về cơ bản thì những chiếc màu bình thường với lại những chiếc màu đỏ, cái pin đọc của nó như nhau, cho nên là nó cũng không có sự đổi về âm thanh. Loại âm thanh thứ hai đó là âm thanh khi làm Finisher. Khi bạn yêu của bạn cảm thấy chia tay là chưa đủ và cô ấy quyết tâm trở lại hành hạ bạn thì cô ấy sẽ tuyên bố là và chỉ duy nhất hai cái mình nói khi nãy đó là 18 chiếc shift cao đầu và 6 chiếc Viral Core là có âm thanh này. Còn khi mà các bạn đổi qua loại thứ ba đó là những cái loại xe năng form của Drive thì nó sẽ không có Finisher. Loại âm thứ ba là loại âm khi các bạn dùng những chiếc xe năng form như khi nãy mình đã nói thì nó sẽ có 3 âm chính. Nếu như các bạn sử dụng những loại xe của thế hệ Drive cũ, cụ thể ở đây là Speed, Wide với lại Technique thì nó sẽ đọc là Drive System. Drive System.
Còn những cái thứ mà liên quan đến signal bias như là bias của Maha hoặc là Death Heat, hoặc là thậm chí chính cả cái bias của nó là bias Chaser luôn, nó vẫn sẽ đọc là Next System. Những chiếc xe từ Formula trở lên, bao gồm Formula, Formula 1, 2, 3 và Tridoron thì nó sẽ đọc là Upper System. Kiểu kiểu như là hệ thống thượng đẳng á. Và những cái xe mà nó đọc là System này á, thì nó sẽ không có Skill Finisher. Các bạn ấn vào hay là bấm gì chăng nữa, nó cũng sẽ phát ra một cái âm thanh duy nhất thôi. Thì đó là những cái trải nghiệm nhanh về con Brake Gunner này. Hiện tại thì con Brake Gunner này vẫn còn một phiên bản nữa. À, phiên bản này đi kèm với lại chiếc Shift Rhino. Nó là một cái form movie của Chaser. Và cái Brake Gunner của bản movie này nó xịn hơn rất là nhiều. Nó có cả âm thoại của Chaser và nó đọc được chiếc Shift Rhino. Khi mà tôi cố gắng hát lẫy của chiếc Rhino gắn vào đây thì nó vẫn đọc là Next System. Có nghĩa là các bạn muốn đọc được chiếc Shift Car Rhino, các bạn phải mua luôn cái súng bản Memorial, chứ các bạn chiếc cây cũ này thì không đọc được toàn bộ âm thanh và nó cũng không có âm thoại luôn. Thì đó là những cái trải nghiệm nhanh của tôi về cây DX Breakener bản thường này. Khi mà tôi có dịp cầm trên tay bản Memorial thì tôi sẽ trải nghiệm tiếp. Chứ sao vậy?